mình là Duy Khả đó. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha anh em. Hôm nay thì mình và cùng bạn bè đang đi chơi ở thác nha mọi người. Với lại nướng vài con gà với vài con cá rô như mọi hôm thôi. Anh em cùng thấy này. Hiện tại mọi người đang tập trung bên dưới. Trên này dốc đá rất là cao, mình đi rất là từ từ nha anh em, không té chết. Anh thấy không? Đây là hiện tại đang ở thác Thủy Lợi. Hôm bữa clip cũ á, mình cũng có đã vào quay sơ sơ cho anh em xem cái đoạn mà tắm nữa, là nó ở cái đoạn bên ngoài bên này. Còn bây giờ thì bọn mình lăn lên trên núi rất là cao, đang đi qua bên này nướng gà với lại cá đồ cho vui này mọi người. Mọi người cùng đi theo mình nhé. Cá cháy cháy luôn này trời ơi. Ui ui ui, cây nó muốn xẹp ra. Muốn xẹp. Ừ đúng không? Tính xíu vô nãy giờ anh làm đạo diễn từ đầu cuối mà em tới chỗ quá. Tới chỗ quá anh tự xử hết mà. Ở phía này sáng này nè. Ừ thôi chưa. Rồi lên nó hấp dẫn. Cá thì cũng kiếm được hơn chục con rồi á, mà gà thì còn hơi lâu tí, nên là chắc cũng gà chắc khoảng hơn nửa tiếng tiếng nữa mang được. Kia là vừa đẹp luôn ạ. Ok anh em, sau thời gian khá là lâu thì cá cũng đã chín luôn. Thì bây giờ anh em mình sẽ ăn thôi. Mời anh em luôn nha. Chương trình phát nước ngọt. Ngọt lên đi. Nào, hút mấy người cá chứ đã. Quay vô một chỗ nha. Ha 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 ha
rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Ok anh em, bây giờ thì chúng ta xem thử gà đã chín chưa. Nhưng mà có vẻ thấy hơi bị đen, hơi bị cháy một chút rồi. Đỡ mình sẽ cạo một lớp đen ra một tí để, tại vì chắc nó cháy phần da thôi. Sau khi cạo cái lớp đen của phần da hơi bị cháy một tí thì giờ là ngon lành cành đào luôn em ơi. Để xem này. Rồi xong. Là dao này anh. Chắc cái khúc này mình đúng. Vấn đề là tôi ra đây tôi làm cái gì vậy? Tự nhiên không đi mình tài luôn mình đó chứ. Bán gì mà làm cái gì vậy? Ok, em mời tất cả mọi người làm một miếng nhạc vui nha. What the hell? Thấy là ngang ngoái nó đi nó to quá mới vậy. Let's go!
Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây và anh em mình sẽ ăn hết mấy cái này rồi đi về thôi nè. Và mọi người cảm thấy phong cảnh ở này đẹp thì hãy cho mình một like và một chia sẻ ngay bây giờ ủng hộ mình nha anh em. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.